5. Khuyên hành nhân nỗ lực. Người sống trong thế gian có đủ 8 nỗi khổ, dù sanh trên trời, khó tránh ngũ suy. Chỉ Tây phương cực lạc thế giới không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui. Kinh dạy, tam giới vô an do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn thập khả bố ý. Do ba cõi không yên giống như nhà lửa, các khổ dẫy đầy, rất đáng kinh sợ. Mạng người vô thường lẹ như ánh chớp, đại hạn xảy đến ai nấy chẳng thể chiếu cố cho nhau. Hết thảy pháp hữu vi như mộng viễn bọt bóng, đối với những điều ấy chẳng tỉnh ngộ tận lực tu tịnh nghiệp thì cùng sanh trưởng như gỗ đá vô tình trong vòng trời đất vậy. Là trăng nam nhi có biết tánh, há chịu làm thây đi thì chạy chết mục nát với cỏ cây. Đề cao cảnh thánh nhưng tự ở chốn phàm phu, gặp đời gian nhắc lớn lao mà chẳng phát vẫn, nghe đạo của thánh hiền Phật tổ vẫn chẳng chịu tin, thì là trời phụ người hay người phụ trời đây? Tâm gặp ác mộng là điểm ác nghiệp trước, nghiệp đời trước hiển hiện. Dù cảnh hiện ra có thiện hay ác, nhưng chuyển biến được cảnh chính tại nơi mình. Ác nghiệp hiện nhưng truyền tập niệm Phật thì nhân duyên ác thành nhân duyên lành, ác nghiệp đời trước biến thành đạo sư đời này. Tiếc là người đời phần nhiều bị nghiệp trói buộc chẳng thể chuyển biến, đến nỗi lâm vào cảnh đã té giếng còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Thời này là thời nào? Nam Bắc đánh nhau trong vài đối địch. 3-4 năm gần đây, người chết 4-5 ngàn vạn. Từ thuở có con người đến nay chưa từng nghe thấy sự thê thảm như vậy. Lại còn gió lốc nước dâng, địa chấn ôn dịch, nhan nhản các nơi. Lại còn thêm lụt lội hạn hán, không năm nào chẳng kèm thêm các tai nạn ấy. Giá cả các thứ mắc gấp mấy lần năm trước. Trong lúc này, mày còn được sống, dám đâu chẳng kiệt lực chuyên tu thiện nghiệp để cầu vãng sanh tịnh độ ư? Dám đâu do may mắn còn được cái thân, lại buông lung ý chí chẳng chuyên chú nhất định vào một pháp, lơ mơ dốc sức vào một pháp môn chẳng phối hợp thời cơ ư? Giả sử một hơi thở ra chẳng hít trở vào được, muốn lại được nghe pháp môn thẳng tắt như thế này, chỉ e chẳng có gì may mắn như thế nữa đâu. Thân là gốc để chiêu khổ, chán nhàm bèn được cái nền tảng để hưởng vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại thiện hảo càng nồng hậu, nên báo nặng từ nhiều kiếp chuyển thành vạ nhẹ trong hiện tại. Càng hoạn nạn đớn đau càng mạnh mẽ tu trì, thì những thống khổ trong cõi xa bà sẽ là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Hãy nghĩ mình đang đền nợ cũ thì những ý tưởng áo não phiền muộn sẽ tự tiêu. Nếu vẫn còn ôm lòng oán trách thì tội chướng tiếp tục khởi, cam chịu nghịch cảnh xảy đến mới là kẻ biết vui theo mệnh trời, chán đầy ưa kia mới là người tu tịnh nghiệp. Một câu Phật hiệu bao quát hết cả toàn bộ giáo nghĩa đại tạng, không còn sót gì. Người thông tông thông giáo mới có thể làm người chân thật niệm Phật, nhưng người cái gì cũng không biết, cái gì cũng chẳng làm được, miệng chỉ biết thừa thốt cũng vẫn có thể làm người chân thật niệm Phật. Hai hạng người này có chân thật hay không toàn là do tự mình nỗ lực hay không, có hành theo đúng giáo pháp hay không. Nếu đối với pháp môn tịnh độ kính tin lời Phật, quyết định chẳng ngờ, lòng tin chân thành, nguyện thiết tha tu hành thật sự, nhất định sẽ vãng sanh làm người trong thế giới cực lạc. Khá nên trong lúc kiếp vận này toàn nhằm thời buổi nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, lại thực hiện những pháp vụ chẳng cấp bách, hòng được tiếng tăm là bậc đại thông gia để thỏa thể diện, khiến cho một việc chuyên tu của chính mình rốt cuộc thành hư luống sao? Mười nguyện phổ hiền một hạnh văn thủ, nếu có thể chuyên dòng tu, dù hết thảy kinh luật đều chẳng thông suốt cũng có thể nhanh chóng tháo cũi sổ lồng, cao dự hải hội. Nếu đối với một pháp cậy vào Phật lực này tin chẳng chân thật, không quyết định nương dựa vào pháp này, dù có thông tông thông giáo sâu xa cũng chỉ là tam muội nơi cửa miệng, toàn dùng tam muội kiểu môi miếng ấy để liễu sanh thoát tử, thật giống như dùng bánh vẽ để đỡ đói, ắt đến bước cùng đường hối hận sâu xa cũng chẳng mảy may có lợi ích gì. Hiện tại đời lẫn đạo chẳng biết tình trạng tương lai ra sao, vẫn còn toan dùng quang âm sắp hết để lo những chuyện chẳng cấp bách ư? Cổ nhân nói thiểu thật thắng đa hư, đại xảo bất như triết, thuyết đắc nhất trượng, bất như hành thủ nhất thốn. Ít thật hơn hư nhiều.
khéo quá chồng bằng vụng, nói cả trượng không bằng làm được một tấc, chân tâm là ở chính mình, hãy suy nghĩ thấu đáo. Một pháp tịnh độ lấy ba điều tín hạnh nguyện làm tông, chỉ có đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha mới dốc trí hành trì được. Gặp cảnh họa hại mới bèn chân thành khẩn thiết, gặp lúc nhàn nhã thong dong bèn lơi là hoãn đãi. Đấy là bệnh chung của phàm phu. Vào lúc này thời cuộc lẫn tình hình đạo pháp như nằm yên trên đống củi, phía dưới lửa đã bốc cháy nhưng chưa cháy đến thân, trước mắt là toàn thể bừng cháy, khắp cõi không chỗ nào trốn tránh được cả, sao còn lơi là sao nhãng qua ngày. Chẳng chuyên trí cầu nơi một câu Phật hiệu, cái tri kiến ấy thiệt cận quá đỗi. Đời trước vun bồi huệ căn này cố nhiên chẳng dễ dàng gì, nếu đối với pháp này chẳng chuyên tinh dốc cạn sức để mong được tự chứng có khác gì. Chén bình chưa nung gặp mưa liệt dã, vang âm ngắn ngủi mạng người mấy chốc, một hơi thở ra chẳng trở lại đã qua đời sau. Người chưa chứng đạo từ ngộ vào mê, vạn người có cặp 10.000, từ ngộ thêm ngộ ức kẻ chẳng được một hai. Nỡ để vô thượng pháp khí gặp phải cơn mưa tái sanh liền trở thành bụi đất ư? Chúng ta đã là Phật tử phải hành phận hạnh, dù chẳng phá sạch được vô minh, nhanh chóng khôi phục bổn tánh, tiến thẳng vào diệu giác quả hải, chẳng lẽ không thể viên chứng ba tâm, thâm tâm, trực tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để mong đạt hoặc ngay nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của các đại sĩ, an trụ tịch diệt, rào các cõi Phật, trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh hay sao? Nếu chẳng tự gắng sức chỉ đề cao thánh cảnh, vẫn cam làm phàm phu, vẫn cam làm phàm ngu, e rằng cả đời cả nửa đời tu trì siêng nhọc, phải đành cay đắng vĩnh viễn trầm luân, mềm muội nên trâu buộc nơi vạt áo, mà đành bỏ phí của báu lên núi báu trở về tay không, dùng tánh chân như mầu nhiệm, có đủ vô lượng công đức trí huệ thần thông tướng hảo để hứng chịu oan uổng vô lượng sanh tử luân hồi, phiền não nghiệp quả huyễn vọng cực khổ, chẳng phải là mất trí sanh cuồng, ghét thăng thích đoạn, sống làm thịt chạy thây đi, chết mục nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi là hạng người đáng thương xót, những vị đồng luân với tôi, hãy nên nỗ lực trong lúc đường đời nguy hiểm này, hãy nên mở toang tấm lòng tầm mắt, nỗ lực tu trì tịnh nghiệp, tất cả cát hùng họa phước đều chẳng lo tới, tùy duyên ứng biến. Dù cho đại họa chút xuống đầu, vẫn nên nghĩ những người cùng mắc phải họa này chẳng biết là mấy ngàn vạn ức người, trong tình thế chẳng làm gì khác được, vẫn còn có A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để nương cậy được, há còn lo chi. Lấy việc niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm chỗ cậy nhờ vô úy. Mở rộng tâm lượng đừng thấp thỏm, thì bệnh tự nhiên lành, thân yên vui. Chẳng biết nghĩa này, dù chưa gặp phải cảnh tai ách, đã tự hãm mình trước vào trong tai ách, dù là Phật Bồ Tát cũng chẳng thể cứu nổi. Bởi thế quân tử không hoạn nạn, hành xử như đang bị hoạn nạn, cho nên không điều gì xảy đến mà chẳng tự chủ được. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục phần 3. 4. Luận về việc lớn sanh tử. 1. Cảnh tỉnh mạng người vô thường. Quan Âm vùn vụt thời thế đổi rời trong mỗi sát na, một niệm trọng trụ, đấy chính là tạo vật. Vì hết thảy bọn chúng sanh ta hiện tướng lưỡi rộng dài giảm vô thượng diệu pháp, mạng người vô thường, vinh hoa chẳng bền, gấp tìm nẻo về để khỏi phải chịu cái khổ trầm luân vậy. Việc lớn sanh tử phải dự bị trước, nếu đợi đến lúc sắp ra đi mới tu, chỉ e sẽ bị nghiệp lực đoạt mất. Sanh tử là việc lớn vô thường nhanh chóng, nghe đến kinh sợ nhưng còn lâu mới bằng khi thân trải qua nỗi đớn đau kịch liệt. Cổ nhân nói, thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Sanh tử xảy đến không có gì để nương dựa cả, chỉ có mỗi A-di-đà Phật là nương nhờ được thôi. Tiếc người đời quá ít ai biết, kẻ biết đến tin chân thật và thật sự niệm Phật lại càng ít hơn nữa. Ngày 30 tháng Chạp là ngày chấm dứt một năm. Nếu chẳng thu xếp trước cho khéo thì chủ nợ oán gia sẽ xúm lại lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình.
Lúc lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của cả một đời. Nếu từ lương tín nguyện hạnh chưa đủ, vẫn còn tham sân si, tập khí ác, thì oán gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách đòi nợ chẳng dung cho mình. Đừng nói những kẻ chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, đành không biết làm cách nào phải theo nghiệp thọ sanh, dù là đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành thật sự thì cũng giống hệt như vậy, bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu con đường thoát khổ chỉ có cách niệm niệm lo nghĩ đến lúc chết, sợ rằng chết đi sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì Phật niệm sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đạt được chánh niệm nữa. Cầu sanh Tây Phương đừng nên sợ chết, nếu chết ngay ngày hôm nay thì liền sanh về Tây Phương. Đấy là như lời người xưa đã nói, triều văn đạo, tịch tử khả hĩ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Lẽ đâu ngày hôm nay phải chết lại chẳng chịu chết, cứ tham biến trần cảnh chẳng thể buông xuống, khiến cho do tham thành chướng, cảnh tịnh độ chẳng hiện, khiến cho cảnh tùy nghiệp thọ sanh trong đời thiện ác liền hiện. Cảnh hiện liền theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác, vãng sanh Tây Phương hóa thành bánh vẽ. Vì thế đối với người tu Tây Phương, chết hôm nay cũng tốt, sống thêm 120 năm rồi chết cũng hay, hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng lầm sanh ý tưởng tính toán so đo. Nếu như tín nguyện chân thành thiết tha, báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen vàng chín phẩm nở hoa, Phật thọ ký một đời thành Phật. 2. Khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ấn Quang từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông tông thông giáo, coi tịnh độ như uế vật, chỉ sợ nó làm bể lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số trần đạn tay cuống kêu cha gào mẹ. Trong số ấy có những người chỉ giới niệm Phật giả dặn chắc thật, dù tín nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao vậy? Là vì tâm thủy trong lặng, do phân biệt nên sao động đục ngầu, sóng thức trào dâng, do Phật hiệu nên tâm thủy ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy. Phật nói hết thảy pháp môn đại tiểu quyền thật đều phải cậy vào công sức của chính mình để đạt hoặc chứng chân mới thoát khỏi sanh tử. Nếu còn chút vài may hoặc nghiệp sẽ quyết định khó thoát khỏi sanh tử. Vì thế từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, lần lượt tu trì. Nếu ai có đầy đủ sức lực sẽ tiến thẳng lên bất thoái, tuyển được liễu thoát. Đa phần là từ giác chợt mê, thoạt tiến liền lùi. Trải qua bao kiếp, nhiều như bụi trần, chẳng thể xuất ly. Sở dĩ ngài và tôi hôm nay vẫn còn là phàm phu, toàn là vì chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn trí cực viên đốn của Đức Như Lai. Người chẳng hiểu tịnh độ, đọc đến kinh Lăng Nghiêm sẽ cho kinh này là nhân tố chính để đả phá tịnh độ. Người hiểu tịnh độ đọc đến liền biết kinh này khéo hướng dẫn hoàng dương tịnh độ. Vì sao nói thế? Vì tự lực ngộ đạo thì khó, tịnh độ vãng sanh là dễ. Nhân quả mười pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được một hai ấm vẫn bị ma rửa phát cuồng thành trùng tử địa ngục. Và nữa, trong 24 công phu viên thông, người đời này có ai là kẻ tu tập được? Chỉ có mỗi phép niệm Phật như con nhớ mẹ, thế ai hữu tâm đều có thể phụng hành được. Cố sao tịnh niệm tiếp nối sẽ tự chứng được tam ma địa. Kẻ biết phân biệt tốt xấu đọc đến, lẽ nào chỉ ưng chịu chủ trương tự lực, chẳng kệ vào Phật lực hay sao? Kẻ chẳng biết hay giờ mới nghĩ như vậy, bởi họ chỉ mong làm bậc thông gia, không có lòng liễu sanh thoát tử. Tu hành dụng công vốn là để liễu sanh thoát tử, nếu hữu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử, là do chẳng chịu y vào pháp có thể liễu được sanh tử mà hành. Khác nào gánh gai bỏ vàng tự chuốc lấy lỗi hay sao? Dù tham thiền đại triệt đại ngộ như ngũ tổ giới, thảo đường thanh, chân như chiết, đoạn nham nghĩa, còn chưa liễu nổi sanh tử, phải thọ thân đời sau đến nỗi mê lầm. So ra ta còn thua xa họ, họ còn chẳng thể liễu sanh tử nổi, huống hồ là bọn ta ư? Pháp môn tịnh độ là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên đốn thẳng tắt, rộng lớn, giản dị nhất của Đức Như Lai. Vì sao nói thế? Do hết thể các pháp môn đều phải đoạn hai hoặc kiến và tư mới học liễu sanh tử. Nhưng đoạn kiến hoặc còn như cắt đứt dòng chảy rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc.
Đoạn kiến hoặc là chứng sơ quả, nếu ước theo viên giáo thì là sơ tín. Đoạn sạch tư hoặc liền chứng tứ quả, trong viên giáo là địa vị thất tín. Sơ quả sơ tín còn có sanh tử, tứ quả thất tín mới hết sanh tử. Nhưng thiên tài trí giả đại sư chỉ thị hiện chứng được địa vị ngũ phẩm. Tuy sở ngộ đã bằng với chư Phật, đã hàng phục trọn vẹn vũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa từng đoạn kiến hoặc. Thế nhưng bổn địa của đại sư thực chẳng thể suy lường được. Lúc mạng chung, ngài chỉ nói là chứng ngũ phẩm, vì lo sao hậu thế chẳng dốc sức đoạn hoặc chứng chân, chỉ lấy minh tâm kiến tánh làm rốt ráo. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ, nếu là bậc tối thượng thượng căn hễ ngộ điển chứng thì liễu được sanh tử, nếu không dù có biết trước được vị lai như sư Viên Trạch vẫn chẳng tránh khỏi phải thọ sanh lần nữa. Đến như ngũ tổ giới lại sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại làm thân Lỗ Công, đấy hãy còn là tạm được. Ngài Hải Ấn Tín thành con gái của quan phòng ngự họ Châu đã đáng buồn lòng, nhưng ông tăng ở núi Nhạn Đãng trở thành tần cối thì thật là đáng thương xót quá. Tự lực đoạn hoặc chứng chân để liễu sanh thoát tử thật khó khăn thay. Các giáo lý tu chứng thông thường trong cả một đời Đức Như Lai đã nói, tuy có nhiều pháp khác nhau nhưng không có một pháp nào khiến cho kẻ còn đầy rẫy hoặc nghiệp có thể liễu sanh thoát tử cả. Chỉ mình phát tỉnh độ, chỉ cần lòng tin chân thành nguyện thiết tha, dùng tâm trí thành trì danh hiệu Phật, cầu danh Tây Phương, chẳng luận là hoặc nghiệp dày hay mỏng, công phu cạn hay sâu, khi lâm trùng đều cậy vào Phật từ lực đới nhập vãng sanh, đã vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, từ đấy lần lượt tấn tu liền chứng được vô sanh, thậm chí viên mãn Phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt thương xót chúng sanh căn cơ hèn kém, muốn cho họ mau thoát khỏi luân hồi của Đức Như Lai. Những người nghiên cứu về giáo dựa trên giáo lý thông thường để luận đoán sự chứng đắc, chẳng tin có việc đới nghiệp vãng sanh, khoe mình là hạng thường ở trong sanh tử để độ chúng sanh, chẳng muốn mau thoát khỏi sanh tử, chẳng biết chén bình chưa nung gặp mưa liền giã, phiền hoặc chưa đoạn chuyển sanh liền mê, tự lợi còn khó, huống là lợi người. Bọn họ đều là hạng chẳng lượng đức mình, là hạng phàm phu sát đất, có chút huệ tánh mèn vội bắt chước phong cách của bậc pháp thân đại sĩ, đến nỗi lầm lỡ một phen, lỡ lầm vĩnh viễn. Kẻ tham thiền thì chuyên chú tham cứu, mong minh tâm kiến tánh, chẳng biết căn cơ mình khá hèn kém, chẳng thể minh tâm kiến tánh rất nhiều. Dù cho đã được minh tâm kiến tánh, nhưng nếu hoặc nghiệp chưa đoạn, vẫn luân hồi sanh tử y như cũ, chẳng thể xuất ly cũng lại nhiều lắm. Ngũ tổ giới, Thảo Đường Thanh, Hải Ấn Tín, Trần Như Chiết, vân vân là những chứng cứ xác thực. Ôi sanh tử lớn thế, sao lại chuyên cậy vào tự lực, chẳng cậy vào Phật lực? Ý trường tự lực hơn hẳn Phật lực ư? Phàm người sống trong đời, việc lớn như sáng lập sự nghiệp lưu chuyển nhiều đời, việc nhỏ như một manh áo, một bữa ăn, không gì là chẳng phải nhờ vào sức của nhiều người để hoàn thành việc mình. Đến như việc lớn liễu sanh tử, dù sẵn có Phật lực vẫn chẳng chịu nương nhờ, cứ muốn tỏ ra phong cách phi thường, chỉ e lại rớt vào thói thường của kẻ phàm ngu. Trí của họ đáng bảo là lớn, nhưng tiếc là chẳng biết khả năng của họ có đáng gọi là lớn hay chăng. Muốn liễu sanh tử thì phải thật chứng, nếu phiền hoặc vẫn còn, hát phải thật nỗ lực mới có thể tranh cạnh với nghiệp. Trải qua những duyên rồi mài thì trong tâm thường giác chiếu, thầm hợp với thánh trí, phàm tình nhân ngã thị phi không do đâu khởi được. Nếu chẳng tăng thêm giác chiếu, phàm tình vẫn lừng lẫy như cũ, thì công hạnh càng cao, tình kiến càng nặng, từ ngộ vào mê là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng người ngủ chẳng tỉnh, càng ngủ mê mệt thêm. Cổ nhân bảo, đại sự dĩ minh như táng khảo tỷ, đại sự đã hiểu như chôn cha mẹ, chính là vì phiền hoặc chưa đoạn, chỉ e lại mê, phải biết rằng người đã đoạn hoặc chẳng có phàm tình, đã không có phàm tình lấy đâu sanh tử. Người đại ngộ dù ngộ bằng với Phật nhưng chưa đoạn trừ hoặc thì phải niệm niệm giác chiếu mới hỏng tránh khỏi tác dụng của phàm tình. Pháp môn này toàn cậy vào Phật lực, ví như người thọt một ngày chỉ đi được mấy dặm, nếu ngồi trên luân báu của Chuyển Luân Thánh Vương đến trong khoảnh khắc đến khắp bốn đại châu, đấy là sức của luân vương, chẳng phải do sức mình. Người đấy tu hành cố nhiên giống vậy, dù là kẻ ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc lâm trùng tướng địa ngục hiện, nếu có thể trí tâm niệm Phật liền được Phật tiếp dẫn, ấy là vì Phật xem chúng sanh khác nào có một đứa nào thiện thuận, dĩ nhiên từ ái dưỡng dục.
Đứa nào ác nghịch càng thêm xót thương. Nếu con hồi tâm hướng về mẹ, ắt mẹ sẽ rủ lòng từ tiếp nhận. Cậy tự lực tu hành, đoạn hoặc chứng chân thật chẳng dễ dàng. Đoạn kiến hoặc như cắt ngang dòng nước rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc. Kiến hoặc đoạn được liền chứng sơ quả, dựa vào dòng thánh, vẫn còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh xuống nhân gian mới đoạn sạch được tư hoặc để chứng tứ quả. Tuy nói là 14 lần sanh tử, nhưng trên trời tuổi thọ dài lâu, cố nhiên chẳng thể dùng năm tháng để luận. Thánh nhân sơ quả muốn liễu sanh tử còn khó khăn như thế, huống hồ là phàm phu đầy rẫy hoặc nghiệp ư. Nếu chứng tứ quả sẽ vĩnh viễn đạt được căn bản sanh tử, siêu xuất lục đạo luân hồi. Nếu phát tâm đại bi nhập thế độ sanh, đường theo nguyện thị hiện hạ sanh, sẽ chẳng giống như kẻ đầy rẫy hoặc nghiệp, bị nghiệp thiện ác lôi kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chẳng mảy may làm chủ được, tự lực liễu sanh tử. Nếu chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu, sẽ chẳng thể làm được, chúng sanh đầy mạt mong bằng được sao? Bởi thế Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, để hết thảy dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn cùng được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Lòng từ bi cứu hộ ấy tột bậc không chi hơn được. Để tu trì pháp này cũng phải nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu định huệ, kiềm thêm sanh lòng tin phát nguyện trí danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương lòng tin chân thành nguyện thiết tha, niệm lực tinh thuần ngay trong hiện đời cũng có thể chứng thánh, lâm trung lên ngay thượng phẩm, dựa vào địa vị Bồ Tát chứng địa vị bất thoái. Nếu như căn cơ hèn kém chưa làm được như thế, cứ trí thành niệm Phật thì tâm và Phật khế hợp nhau, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung ắt được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Thậm chí kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức chẳng mê, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, người ấy sanh lòng sợ hãi lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn, sám hối. Dù niệm mấy tiếng rồi liền mạng chung cũng vẫn được Phật tử lực tiếp dẫn vãng sanh. Một phen được vãng sanh để vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội lật lượt tấn tu, ắt chứng Phật quả, cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó như thế ấy, cậy vào Phật lực để liễu sanh tử dễ như thế đó. Phàm ai có tâm đều có thể niệm Phật, đều có thể vãng sanh, là chàng nam nhi có huyết tánh nhất định chẳng chịu để chân như Phật tánh sẵn có trái nghịch, tịnh duyên, theo duyên mề nhiễm, luân hồi trong lục đạo bao kiếp dài lâu không thể thoát khỏi. Chúng ta luân hồi trong sanh tử, trải kiếp số đã lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào sức tu trì của mình muốn diệt sạch phiền não hoặc nghiệp để liễu sanh tử còn khó hơn lên trời. Nếu tin được pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã giảng, dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, chẳng luận là nghiệp lực lớn hay nghiệp lực nhỏ, đều có thể nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát gieo xuống nước liền chìm, rồi đem hòn đá nặng cả mấy ngàn vạn cân đặt lên chiếc đại hỏa luân, thuyền sẽ chẳng bị chìm, còn trở được sang chỗ khác để tùy ý sử dụng. Đá ví như hiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền ví như từ lực rộng lớn của Phật Di Đà. Nếu chẳng niệm Phật, cậy vào sức tu trì của chính mình, hòng liễu sanh thoát tử, cần phải đạt đến chỗ nghiệp tận tỉnh không mới làm được. Nếu không, dù cho phiền não hoặc nghiệp chỉ còn chút mảy may chưa đoạn cũng chẳng liễu nổi. Ví như một hạt cát bé tí cũng bị chìm trong nước, quyết chẳng thể tự nó thoát ra ngoài nước được. Các hạ chỉ nên sanh tín tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chẳng nên khởi lên những ý niệm nào khác. Nếu thật sự làm được như vậy, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, do công đức chuyên nhất trí thành niệm Phật liền diệt trừ được ác nghiệp đời trước, khác nào mặt trời rạng rỡ đã mọc, sương tuyết liền tiêu. Tuổi thọ đã hết sẽ liền được vãng sanh, vì tâm không có niệm nào khác nên cảm ứng đạo giao với Phật, vì thế được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này thì sống cũng được đại lợi ích, mà chết cũng được đại lợi ích. Tình thế hiện tại chính là tình thế hoạn nạn. Nếu chẳng lấy Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát làm chỗ nương cậy để thưởng niệm, lỡ già họa hoạn xảy tới hoặc thình lình gặp phải chuyện bất trắc kêu gào xuông cũng chẳng được. Nếu đã niệm sẵn từ trước sẽ có sự chuyển biến âm thầm, huống hồ cơn sanh tử xảy tới, ai cũng phải có ngày ấy. Vì thế phải thường nghĩ đến lúc lâm chung, tự chẳng dốc sức rong ruổi theo đuổi hết thảy vọng tưởng trái phận, và các pháp môn chẳng giúp ích gì cho việc liễu sanh thoát tử, đến nỗi bỏ phế, chẳng tu pháp môn, phải quyết định dựa vào để liễu sanh thoát tử này.
Mong vợ chồng cha con ông đều chẳng cho lời quang là hù bại vớ vẩn thì thật là may mắn lắm. Người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết, nếu tuổi đời chưa tận sẽ chóng lành bệnh, đem toàn thân buông xuống để niệm Phật, tiêu nghiệp rất hay. Nghiệp tiêu thì bệnh lành, nếu chẳng buông xuống được cứ mong được khỏe lại, nếu chẳng được khỏe lại chắc chắn không cách chi được vãng sanh vì chẳng nguyện sanh. Chẳng hiểu rõ đạo lý này còn mong cậy vào Phật từ lực đỡ ư? Với căn bệnh của mẹ ông, hãy nên khuyên bà khẩn thiết buông xuống cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ chưa hết mà cầu vãng sanh sẽ hóa ra chóng được lành bệnh, ấy là vì tâm chí thành nên được Phật từ gia bị. Mong ông hãy nhỏ nhẹ khéo léo khuyên mẹ, đừng bắt chước kẻ si nói những lời si dại nữa. Ba, dạy những điều thiết yếu về lâm chung. Một, cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung bèn khóc lóc vật vã tắm rửa thay áo, chỉ mong đẹp mắt người đời, chẳng nề di hại cho người chết. Người không niệm Phật hãy khoan bàn đến, người chí thiết vãng sanh lúc lâm chung gặp phải quyến thuộc như vậy đa phần bị phá hoại chánh niệm, vẫn bị ở lại trong thế giới này. Lâm chung trợ niệm, ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu dốc nách nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất. Lâm trùng chánh niệm rõ ràng bị ma quyến ái tình lay động phá hoại, giống như dũng sĩ trèo núi tự lực sung túc, nhưng bạn bè người quen ai nấy đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh, gồng gánh quá nhiều sức kiệt thân nhỏ, dõi nhìn vách núi liền lùi bước. Lẽ được mất này dù cho người khác gây ra thật sự là do những nghiệp lực thiện hay ác của chính mình trong những kiếp trước đã thành tựu hay phá hoại người mà ra. Phàm là người tu tịnh nghiệp phải nên có chánh niệm thành toàn cho người và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi hại. Ngõ hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đạt đến của thần túc thức người chết, chứ chẳng phải tại phương diện tình cảm thế tục mới hỏng khỏi lầm lạc vậy. Trong tuần thất và trong hết thảy lúc hết thảy sự phải lấy niệm Phật làm chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đang lo ma chay. Hiện thời đa số tăng lười nhác tụng kinh Phật tử phần nhiều không biết, đã thế còn tụng nhanh như nước chảy, Phật tử dù biết nhưng chẳng thuộc, cũng chẳng thể đọc theo. Dù có đến mấy mươi người, không có mấy người tụng kinh được, chỉ có mỗi niệm Phật, trừ phi chẳng phát tâm quyết chẳng có cách nạn, không ai niệm theo được. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai thấu vào tâm cũng tự lợi ích chẳng ít. Đấy là lý do quang tôi tuyệt đối chẳng đề xướng lập bất cứ đạo tràng nào khác. Đối với người sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích. Nếu tâm thức chưa rời khỏi thân, thì tắm rửa thay y phục vân vân cho người chết gây trở ngại rất lớn. Vì thế, người tu tịnh nghiệp hằng ngày phải nên nói cho quyến thuộc hiểu rõ. Duyên do ấy, ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm tình thân ái, gây trở ngại việc vãng sanh. Nếu là bậc đại nhân tột bậc, bậc cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mắc phải những chướng ngại ấy. Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay được. Muốn chắc chắn được vãng sanh, thường hành truy tiến thật chẳng trở ngại gì đến việc khẩn thiết niệm Phật. Tức là như kinh Phật đã dạy, dù biết tội tánh vốn là không, nhưng luôn sám hối tội trước, chẳng nói là mình đã được thanh tịnh. Ngài Liên Trì nói, trong năm thường phải truy tiến người đã mất, chẳng được nói họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành. Phải biết rằng tụng kinh niệm Phật tùy bảo là để truy tiến người thân, thật sự là để quyến thuộc hiện tiền, người quen mở mang cõi lòng trồng thiện căn và đem hết thảy công đức truy tiến người thân, hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sanh để mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ sống lẫn người mất, hòng tiêu diệt những chấp trước chướng ngại của mình lẫn người, của kẻ còn lẫn người mất. Nếu như chẳng đặt nặng lòng thành, chỉ cốt xa hoa khoa trương khoe mẽ của người, có thể nói là dùng đám tang người thân để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều con cái nên làm. Ngày lúc thân mắc bệnh nặng, lúc chưa thể chắc chắn sẽ sống hay chết, hãy dạy cho mọi người ai nấy vì mẹ chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngõ hầu tuổi thọ chưa tận sẽ chóng lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ chóng được vãng sanh Tây Phương. Các con ông hiếu tâm tinh thuần chuyên dốc, ác sẽ đều thường chỉ niệm như cứu đầu mình bị cháy. Như thế, nào phải chỉ hữu ích cho phu nhân, mà thật sự còn có ích lợi sâu xa cho các cậu con ông nữa kia. Người phàm mắc bệnh thì dùng thuốc để trị, nhưng cũng không nhất quyết phải dùng đến thuốc. Bệnh chẳng thể dùng thuốc trị,
Dù có tiêu đàn cũng vô dụng, huống hồ là thuốc của thế gian. Chẳng cần biết là bệnh trị được hay không, đều nên dùng thuốc á giả đà. Thứ thuốc này tuyệt đối chẳng hại người, uống vào dù thân hay tâm đều kiến hiệu liền. Người sống trong thế gian chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Người có lực lượng tự mình sắp đặt thỏa đáng yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung chẳng cần đến người khác giúp đỡ, nhưng nếu được hỗ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không lực lượng phải nên bảo gia quyến thay mình niệm Phật, ắt sẽ để khỏi được trách nhiệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn y như cũ bị ái tình trói buộc vào cõi này chẳng thể ra khỏi. Với việc đảo bệnh tiến vong, người đời này hay dùng những cách như tụng kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục vân vân. Riêng Quang đối với những người quen biết mình đều dạy niệm Phật, vì lợi ích của việc niệm Phật còn hơn tụng kinh, lễ sám, lập đàn thủy lục vân vân rất nhiều. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ không tụng được, dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy, người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng theo nổi, người lười biếng tuy tụng được cũng chẳng chịu tụng, hóa ra chỉ hữu danh vô thực. Lễ sám lập đàn thủy lục cứ hứa theo đó mà suy. Niệm Phật thì không một ai là chẳng niệm được, dù có kẻ lười nhác chẳng chịu niệm nhưng mọi người cùng hòa tiếng niệm, kẻ ấy chẳng bịt tai nên một câu Phật hiệu tất nhiên sẽ phân minh rành rọt rót vào tâm. Dù chẳng niệm có khác gì là niệm, như người nhiễm hương thân thường có mùi thơm. Nào phải họ muốn thơm chẳng mong như vậy mà lại được vậy, vì thân quyến cầu an tiến vong chẳng thể không biết điều này. Làm Phật sự bất tất phải niệm kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục vân vân, vì những việc ấy đều thuộc về mặt đàn tràng. Hãy nên chuyên nhất niệm Phật, ngõ hầu các cậu con ông từ đầu đến cuối đều niệm theo được. Nữ quyến ai nấy tự niệm trong phòng mình, chẳng nên ngồi sau lưng các tăng. Như thế thì chẳng những phu nhân và lệnh quyến được lợi ích thật sự, mà vị tăng niệm Phật và hết thảy người thấy nghe không ai chẳng được lợi ích. Phàm làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng thì vị tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Còn nếu chủ nhân coi đó là chuyện hình thức thì ông tăng cũng sẽ coi pháp sự ấy là chuyện hình thức, như một kỳ Phật sự đã xong, ban đêm xả đàn diệm khẩu rồi thôi. Cho dù người mất thật sự được vãng sanh, vẫn phải nên chân thành niệm Phật để cầu phẩm sen của người ấy được cao hơn, chóng chứng vô sanh, đấy mới là tận hiếu. Điều này tuy để người chết được lợi, nhưng thật ra con cái dâu rẻ đều cùng gieo thiện căn, cháu nào niệm được cũng nên bảo nó niệm theo. Lúc cha mẹ lâm chung toàn ra không khóc lóc mà niệm Phật là có lợi ích nhất, nhưng chỉ niệm trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm. Hãy nên niệm Phật cả 3 tiếng không ngừng, chẳng cất tiếng khóc cũng như di động dịch chuyển là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lấy. Đối với việc làm Phật sự, Quang đã từng nói rõ rồi, mong đừng bắt chước thói tục làm chuyện sáo rỗng xuồng. Nếu niệm Phật trong suốt 49 ngày so ra còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều. Người trước khi mất nếu tự có thể tắm gội thay áo thì rất hay. Nếu người ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội thay áo sẵn, khiến người ấy bị đau đớn, khó chịu đựng nổi, mất chánh niệm. Sao cuối cùng ông vẫn buộc người đã khuất mặc pháp y, khoanh chân ngồi kiết già để rồi tiếc hận. Chẳng biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đầu thanh niệm Phật, vạn vạn phần chẳng được phô trương bày vẽ, như tắm cội thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp bằng, vân vân. Nếu phô trương bày vẽ, sẽ thành như đã bị té xuống giếng, còn bị ném đá thêm. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Lầm trùng tèo quát lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo hậu báo thành báo nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu, lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tín tâm nông cạn nhân đó bẻ lùi sụt. Phải biết rằng người hệ niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng, những nghiệp chướng hiện tiền chỉ là những ác báo phải đọa trong tam đồ của đời tương lai chuyển thành bệnh khổ trong đời hiện tại để giải quyết cho xong đó thôi. Kinh Kim Cang dạy, trì kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người khác khinh miệt chính là diệt được cái khổ tam đồ ác đạo trong nhiều kiếp. Đấy chính là phước dày sẽ được vãng sanh Tây Phương, chịu cái khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô lượng kiếp đến nay, thật là may mắn lớn. Chớ học theo kẻ chẳng biết sự việc chi bảo, vì tu trì để nỗi mắc bệnh hay bị chết, vì lẽ nào mẹ ông bệnh chẳng lành.
Đấy là do tốt nghiệp tạo thành như thế, nhằm chuyển trọng báo hậu báo thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong ngay trong lúc này. Pháp sư Huyền Trang khi lâm chung còn có chút bệnh khổ, lòng ngờ những kinh mình dịch có chỗ nào sai lầm chăng, liền có một vị Bồ Tát an ủi rằng tội báo trong những kiếp trước của sư sẽ do nỗi khổ nhỏ này mà tiêu, đừng hoài nghi nữa. Hãy dùng ý này để an ủi mẹ ông, khuyên bà sanh tâm hoan hỷ, đừng sanh tâm oán hận. Sẽ quyết định được Phật gia bị, tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, tuổi thọ hết sẽ vãng sanh. Phàm nhân đang lúc bệnh khổ cứ hay nghĩ đến chuyện lùi một bước sẽ an lạc vô lượng. Gần đây binh lửa liên miên, chúng ta may chưa mắc phải nạn ấy. Dù có hớp bệnh khổ vẫn còn được cảnh tỉnh, nhắc nhở cho mau thoát khổ. Thì chỉ nên cảm kích chuyên tu tự được lợi ích, nếu không cứ oán trời trách người. Chẳng những tu nghiệp chẳng thể tiêu mà còn tăng thêm cái nghiệp oán trời trách người. Hãy bảo mẹ ông như thế, nếu thật chẳng oán trời trách người, tịnh tâm niệm Phật sẽ tiêu được nghiệp như nước sôi tan tuyết. Về việc tang tế nên dùng tàn đồ chay, chớ thuận theo thói tục. Dù bị kẻ chẳng thạo việc đòi trách là không đúng, cũng cứ mặc họ chê cười mà thôi. Việc chôn cất đừng quá phô trương bày vẽ. Làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, đừng làm Phật sự nào khác. Nên bảo cả nhà cùng khẩn thiết niệm Phật, thì mẹ ông, người nhà ông, quyến thuộc của ông và thân thích bằng hữu đều cùng thật sự hưởng lợi ích. Có tài lực thì hãy làm nhiều công đức, nếu tiền của dùng cho việc tang ma chẳng dư, chỉ lo tang ma không thôi cũng được, chớ có phông tay quá chán đến nỗi thiếu hụt, sau này phải chịu cảnh quẫn bách. Mọi việc trong đời người đều có thể vở vĩnh được, chỉ mỗi mình lúc lâm chung là chẳng thể dối trá được, huống hồ những chuyện như không tình luyến ái, vẻ mặt vui sướng ngồi yên qua đời. Nếu chẳng phải là tịnh nghiệp thành thục, đoàn chắc không thể đạt được như thế. Chỉ mong con cháu và quyến thuộc cả nhà ông hiểu đúng sự việc. Vì mẹ niệm Phật thì chẳng những mẹ ông được lợi, mà thật ra công đức niệm Phật của chính mình càng lớn. Bởi thế Phật dạy người mỗi khi tụng kinh trì chú niệm Phật, làm các công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình thời còn vì pháp giới chúng sanh là những kẻ chẳng can hệ gì đến mình hồi hướng, huống hồ mẹ mất mà chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật ư? Có thể vì hết thảy chúng sanh hồi hướng là đã hợp với thệ nguyện Bồ Đề của Phật, như một giọt nước rơi vào biển cả liền được rộng sâu như biển cả. Nếu như chưa đến được biển, đừng nói là một giọt nước, cho dù là Trường Giang sông Cái, tất nhiên vẫn khác với biển cả một trời một vực. Như vậy làm điều gì cho người thân và cho hết thảy mọi người đều là để tự bồi đắp phước đức của chính mình đó thôi. Biết được nghĩa này, người có tâm hiếu thì tâm hiếu lại càng thêm tăng trưởng, kẻ không hiếu tâm cũng sẽ phát khởi tâm hiếu. Thỉnh tăng niệm Phật suốt 49 ngày càng hay. Lúc niệm anh em ông phải có người tham dự cùng niệm, phụ nữ bất tất phải tới ngồi sau chúng tăng. Bởi lẽ niệm Phật nhiều ngày sẽ trở nên quen biết nhau, có thể khiến người khác nảy sinh hiểm nghi, nên xếp riêng một nơi niệm Phật cho phụ nữ, hoặc để họ ngồi sau màn ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng trông thấy nhau. Làm như vậy để làm gương cho làng xóm, mở bày khuôn phép tốt lành. Nếu để lung tung không giới hạn, nếu người khác bắt chước theo, lâu ngày ắt nảy sinh mối tệ. Người xưa lập pháp tuy là thượng thượng nhân vẫn tuân theo khuôn phép của hạ hạ nhân, nên tệ hại mới không nảy sinh. Những thuyết đảnh thánh nhãn sanh thiên thật sự có chứng cứ, nhưng quang sợ kẻ vô tri cứ chăm chút thăm dò hơi nóng lạnh. Ý tôi muốn nói là nếu có tín nguyện lâm chung chánh niệm phần mình ắt được vãng sanh, chẳng cần cứ phải thăm dò hơi nóng lạnh để làm chứng cứ. Cho nên nói cũng chẳng phải chỉ có một cách, chỉ e thăm dò nhiều lượt đến nỗi gây lầm lỡ cho người đã mất, chẳng thể chẳng biết. Hãy nên đem hết thảy việc nhà và ngay cả cái xác thân của chính mình đây, thảy đều buông toàn bộ xuống hết. Từ trong cái tâm chẳng nhiễm mảy trần chỉ thánh hiệu vạn đức hồng danh, nghĩ mình sắp chết, ngoại trừ việc niệm Phật cầu tiếp dẫn chẳng khỏi một tạp niệm nào. Làm được như vậy, nếu tuổi thọ đã tận sẽ quyết định vãng sanh Tây Phương siêu phàm nhập thánh, nếu tuổi thọ chưa tận sẽ quyết định tiêu nghiệp lành bệnh huệ dạng phước cao. Nếu chẳng nghĩ như thế, cứ si ngốc chỉ cầu chóng lành bệnh thì chẳng những bệnh chẳng thể chóng lành, trái lại còn nặng thêm. Giả sử như tuổi thọ đã hết, ắt sẽ theo nghiệp chìm nổi vĩnh viễn, không có dịp thoát khỏi nỗi khổ ở sa bà này. Người lâm chung được trợ niệm ắt sẽ được vãng sanh.
đã không được trợ niệm lại còn khóc lóc xáo động khiến ái tình sân hận khởi lên, làm cho người chết khó khỏi bị đọa lạc, cực hiểm, cực hiểm. Ông thành tựu được việc vãng sanh cho mẹ cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật, ấy là ngay trong trần lao mà hành Phật sự, công đức ấy thù thắng hơn những công đức tầm thường cả vạn phần. Lâm trùng trầu tiếp, mái trèo lâm trùng. Phật chế tăng khi mất phải hỏa thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế, từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sanh. Như này thích tử vội vàng lo hỏa thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo rời động để kịp nhập khám 1-2 ngày, rồi liền hỏa thiêu. Có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Phật nói con người có 8 thức, tức là trí thức. 5 thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thức thứ 6 là ý, thức thứ 7 là mạt na, còn gọi là truyền tống thức, thức thứ 8 là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức. Khi con người sanh ra, chỉ có thức thứ 8 này đến trước nhất, các thức kia đến sau, đến lúc chết, thức thứ 8 này cũng đi ra sau cùng, các thức khác lần lượt đi trước. Thức thứ 8 chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ 8 này thông linh nên khi con người mới nhập thai mẹ nó liền đến trước, vì thế còn trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Khi thức đã đi, thân này sẽ không còn mảy may chi giác nào. Nếu chỗ nào còn ấm là thức ấy còn chưa rời đi, động chạm đến vẫn biết đau khổ, lúc ấy kỵ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, rời động, vân vân. Nếu hơi động đến sẽ đau khổ khó chịu đựng nổi, bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Như người sống có hơi ấm thì thức còn hiện hữu, thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Sự này có kẻ chết đi dăm ba bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được. Nhỏ giáo cũng có cái lễ để 3 ngày rồi mới đại điệm. Do quyến thuộc yêu mến vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng? Còn tăng sĩ ta tuy chẳng mong sống lại nhưng cũng chẳng thể chẳng quạt gì đến nỗi thống khổ của vong giả. Cứ tự tiện giải độc để kịp di quan thiêu hóa. Lòng từ bi để đâu? Cổ nhân nói, thố tử hồ bi, Phật thương kỳ lại. Thỏ chết cáo buồn, loài vật thương xót nhau, loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loại người ư, huống hồ lại còn cùng là Phật tử nữa. Và nữa, thói đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi sân tâm, do sân tâm rất dễ bị đọa lạc. Như kinh nói vua A Kỳ Đạt lập chùa tháp Phật, công đức vòi vọi lúc lâm chung, người hầu cầm quạt lỡ để rớt trúng mặt vua, vua bị đau nổi sân chết đọa làm thân rắn, nhờ có công đức sau gặp được sa môn vì rắn thuyết pháp, do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn được sanh lên trời. Xem đó biết rằng khi thần thức của người chết chưa đi hẳn thì mặc áo rời động và lập tức tiêu hóa ngay sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân càng thêm đọa lạc, há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý cố bày trò thảm độc ư? Hãy thử nghĩ người chết có oán kiều chi với mình, chỉ vì hảo tâm thành ra ác duyên. Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét thì những điều chép trong kinh điển chẳng đáng tin chăng? Đến bây giờ, các thói tệ lưu hành nói chung là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ của người chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xem kỹ ấm lạnh. Do đấy trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười là vu vơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nạn. Ô hô! Điều khổ nhất trên đời không gì bằng sanh tử. Sanh như rùa còn sống bị bóc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. 8 khổ cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi. Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy lưu tâm cẩn thận, chớ cùng bệnh nhân tám nhảm chuyện gẫu khiến tâm họ tán loạn, cũng đừng buồn bã khóc kể om sòm. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm một dạ niệm Phật để cầu vãng sanh, lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân đương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài hãy thỉnh tăng chúng chia bàn niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hòng tai người bệnh luôn nghe Phật hiệu, có thể quyết định nhờ vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Còn như không có tiền của thì cả nhà phát tâm trợ niệm để kết duyên cuối cùng.
về việc sắp đặt hậu sự chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân, chỉ nên gõ dẫn khánh. Cao tiếng niệm Phật khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân, ngõ hầu chốc tâm người bệnh thường chẳng niệm Phật. Tiếng mõ vốn đục, trợ niệm lâm trùng chọn chẳng nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý, chớ nên di động. Cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật, đợi đến lúc toàn thân đã lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm 2 tiếng nữa mới được tắm rửa thay áo. Nếu như thân đã lạnh hóa cứng thì nên dùng nước nóng xoa nắn, dùng vải thấm nước nóng áp vào khuỷu tay, đầu gối, cổ chân, đợi giây lát, những chỗ đó sẽ mềm mại trở lại. Lúc ấy mới xếp chân cho người chết nhập quan, cho đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả, vẫn phải thường niệm Phật. Tất cả những việc như lễ sám, tụng kinh đều chẳng có lợi ích rộng lớn bằng niệm Phật. Phàm hết thảy các quyến thuộc, dù là tại gia hay xuất gia, đều phải tuần hành cách này, thì kẻ còn người mất đều được lợi ích lớn lao. Hơn nữa, Đức Phật ta khi niết bàn vốn nằm trên hông phải, cứ để như vậy nhập quan trà tỳ, người đời này cứ thuận theo tự nhiên. Nếu ngồi mất thì đặt vào khám, nếu nằm mất thì đặt vào quan tài, có sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay phong tục đã thành thói, sợ họ chẳng cho như vậy là đúng, cũng nên lắng nghe suy nghĩ để quyết định sao cho tiện. Còn như người chết rồi có các cảnh tượng thiện ác, vốn là có chứng cứ thật sự, người sanh vào thiện đạo hơi nóng từ dưới bốc lên trên, người sanh vào ác đạo hơi nóng từ trên tỏa xuống dưới. Nếu như cả thân lạnh hết, khí nóng tụ lại trên đầu, bèn là sanh trong thánh đạo, hơi nóng ở mắt sanh trong thiên đạo, ở ngực sanh trong nhân đạo, ở bụng sanh ngã quỷ đạo, ở gối sanh trong xúc sanh đạo, ở bàn chân sanh trong địa ngục đạo. Vì thế có bài kệ: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, xúc sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh mắt sanh thiên, ngực người bụng ngạ quỷ, từ gối ra xúc sanh, địa ngục bàn chân nóng. Ôi đại sự sanh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng. Người săn sóc bệnh nhân phải dùng đồng thể bi tâm để giúp hoàn thành đại sự vãng sanh. Cổ nhân nói, ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như hỏa, bất thị thục tha nhân, khán khán luân ngã đáo. Ta thấy người khác chết, ruột ta nóng như lửa, nào phải mình ai kia, rồi ta cũng đến lượt. Nhân duyên quả báo cảm ứng chẳng sai, muốn cậu tự lợi trước phải lợi người, soạn thiên này để bảo khắp đồng bào khẩn khoản mong mọi người chú ý. 4. Khuyên nên giữ lòng thành kính. Nhập đạo nhiều môn, chỉ do chí hướng mỗi người mà thâm nhập một môn, chọn chẳng có một pháp nhất định, nhưng nhất định phải 1. Thành, 2. Cùng kính. Hai điều này dù cho tất cả chư Phật tận đời vị lai đều xuất thế cả, vẫn chẳng thể khác được. Chúng ta đã là phàm phu sát đất, muốn mau tiêu nghiệp lụy, mau chứng vô sanh, chẳng dốc sức vào hai việc này thì ví như cây không rễ lại mong tươi tốt, chim không cánh lại mong bay lên, có được hay chăng? Thế tục đọc sách tuyệt không kính nể, sáng dậy chẳng buồn rửa ráy giúp miệng, đi tiêu xong chẳng thêm gột rửa, hoặc còn bỏ sách nơi giường ghế, hoặc làm gối lót đầu để đêm ngủ đọc luôn, bỏ chung với đồ lót áo quần. Sách nào đặt trên bàn để đọc thì bỏ lẫn lộn với các vật khác, xem lời hiền thánh như mớ giấy cũ nát, hoàn toàn không có ý chăm chút, không mảy may kính trọng. Thậm chí những sách coi trơn của phụ nữ, những nhà thư hương đều là kinh truyện, tôi tớ những nhà giàu có lau chùi đồ đạc đều dùng những tờ giấy có in chép văn chương. Bao thứ khinh nhờn, khó lòng thuật tỉ mỉ, thói tệ tích tập đã lâu, quen mắt chẳng quan tâm đến. Nếu chẳng chỉ rõ họa phước, chắc chắn khó tránh lỗi khinh nhờn, chưa được ích gì đã mắc lỗi lớn trước. Thường những kẻ vô tri ấy nên phải chỉ dạy trước. Một pháp niệm Phật thật rất giản dị, rất rộng, rất lớn, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới hỏng cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu lời nhắc biếng trễ, không mảy may kính nể, dù gieo được viễn nhân vẫn mắc tội khinh nhờn, chẳng thể tưởng tượng nổi may ra được sanh vào cõi trời cõi người, quyết khó lòng cao dự hải hội. Đối với tượng Phật tin tưởng như Đức Phật thật, chẳng được coi giống như gỗ đất đồng sắt vân vân. Kinh điển chính là thầy của tam thế chư Phật, là pháp thân xá lợi của Như Lai, cũng nên xem như Đức Phật thật sự, chẳng được coi như giấy mực. Lúc đối trước kinh tượng hãy nên như trung thần thờ thánh chúa, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế, không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Hiện tại hàng sĩ đại phu học Phật rất nhiều,
Nhưng đa số chỉ đọc kinh văn hiểu ý nghĩa, dùng đó để phô phác ngoài miệng hòng được tiếng là bậc thông gia mà thôi. Còn như cung kính trí thành, y giáo tu trì, thật khó có được một ai. Tôi thường nói, muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính sẽ tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính sẽ tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính đến nỗi khinh mạn, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Buồn thay, lễ tụng trì niệm các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính đến cùng cực thì công đức như trong kinh nói, còn ở địa vị phàm phu chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc cũng đã khó nghĩ, khó bàn. Nếu không thành kính, có khắc chi hát tuồng, những trò khổ sướng buồn vui đều là giả trang, chẳng phát xuất từ bên trong. Dù có công đức cũng chẳng thể vượt quá cái phước si ám của cõi nhân thiên đó thôi, nhưng do cái gì phước ấy, nó sẽ tạo nghiệp ác. Cái khổ tương lai khó có lúc nào xong. Nói đến thành, nói đến cung kính, lời lẽ ấy cả thế gian đều biết, nhưng đạo lý này cả thế gian đều mê muội. Ông X nọ do tội nghiệp sâu nặng, mong tội nghiệp tiêu trừ để báo ân Phật, thường tìm cầu những khuôn mẫu tu trì tốt đẹp của cổ đức. Nhờ đó ông biết rằng thành và cung kính thật là bí quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, hiểu sanh thoát tử. Vì thế ông thường cùng kẻ hữu duyên nhắc đi nhắc lại điều này. Đối với việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư để tuyên dương cho đại chúng thì hãy đọc kinh văn trước, tiếp đó xem các chú sớ. Nếu tinh thần chẳng sung túc, kiến giải chẳng hơn người, chứ có mất công nhọc nhằn tâm lực, uổng phí hít năm tháng. Nếu muốn tùy phận được lợi ích thật sự, phải trí thành khẩn thiết thanh tịnh tam nghiệp, hoặc trước hết phải đoàn tọa chốc lát, lắng định thân tâm, rồi mới lễ Phật đọc ra tiếng, hoặc chỉ im lặng xem, hoặc lễ Phật xong, đoàn tọa chốc lát, sau đó mới mở kinh ra xem. Cũng phải thân đoàn nghiêm ngồi ngay ngắn, như đối trước thánh dung, đích thân lắng nghe viên âm, chẳng dám manh nha một niệm biến nhát, chẳng dám khởi một niệm phân biệt, đọc một loạt từ đầu đến cuối, dù là văn hay nghĩa, đều nhất loạt chẳng dùng lý lẽ để hiểu. Đọc kinh như thế, người lợi căn đối với mỗi mỗi không lý sẽ lãnh ngộ được chứng pháp thật tướng, còn kẻ căn cơ độn kém cũng tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục tổ nói, đán khán kim cang kinh, tức năng minh tâm kiến tánh. Chỉ xem kinh kim cang liền có thể minh tâm kiến tánh, là nói về cách xem kinh như trên đây. Cho nên bảo là đán, chỉ, kinh đại thừa đều có công năng minh tâm kiến tánh, chứ nào phải mình kinh kim cang. Nếu cứ một mực phân biệt câu này nghĩa như thế nào, đoạn này nghĩa là gì, thì toàn là thuộc về phàm tình vọng tưởng xét đoán suy lường, làm sao ngầm phù hợp với ý Phật, lãnh ngộ trọn vẹn ý kinh, nhân đó nghiệp chướng tiêu diệt, phước huệ tăng cao cho được. Nếu biết cung kính thì còn gieo được chút thiện căn, nếu cứ làm giống hệt như cách đọc sách nho của kẻ học rộng, sẽ thành hạng người vướng phải tội khinh nhẫn, sừng sững như non, thăm thẳm như vực, dùng nhân lành chiêu lấy quả ác vậy. Cổ nhân trân trọng nghe kinh, vì tâm chẳng thể khởi phân biệt. Như có người đọc kinh ra tiếng, một người khác ở cạnh nhiếp tâm lắng nghe, mỗi chữ mỗi câu cho thật phân minh. Tâm kẻ ấy chuyên chú, chẳng dám duyên theo hết thảy thanh sắc bên ngoài. Nếu chỉ hơi phóng túng, liền bị đoạn tuyệt ngay, chẳng quán thông nổi văn nghĩa. Người tụng có kinh văn để nương theo, chẳng phải dốc trọn tâm, nhưng cũng phải tụng cho rõ ràng, vì người nghe chỉ nhờ vào tiếng tụng. Nếu người tụng phóng túng một chút, liền thành đứt đoạn. Nếu nghe được như thế, công đức bằng với công đức của người trí thành cung kính tụng. Nếu người tụng chỉ thiếu cung kính đôi chút, thì công đức khó bằng nổi kẻ nghe. Người đời nay xem kinh Phật như giấy cũ, trên án kinh để lẫn các tạp vật, cầm lấy kinh chẳng rửa tay, miệng chẳng súc sạch, lắc lư thân mình, dở chân rung đùi, thậm chí phóng thí gãi chân, bùng đùng hết thảy, chẳng kiêng sợ gì, còn hòng xem kinh để được phước tiêu tội. Chỉ có hạng ma vương muốn diệt Phật Pháp là tán thán cho là hoạt bát viên dung, là phù hợp sâu xa với diệu đạo không chấp trước của Đại Thừa. Hàng Phật tử chân thật tu hành trong thế cảnh ấy chỉ còn biết đau xót thầm, nước mắt đầm đìa, than thở ma quyến hoành hành chẳng biết làm sao. Ngài trí giả tụng kinh hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, nào phải do tâm phân biệt mà được đâu. Một vị cổ đức chép kinh Pháp Hoa, nhất tâm chuyên chú, liền đạt niệm cực tình vong, cho đến lúc trời tối mịt vẫn chép kinh như thường. Thị giả vào hỏi trời đã tối mịt sao vẫn còn chép, ngài liền xòe tay ra, chẳng trông thấy lòng bàn tay. Xem kinh như thế là cũng chuyên tâm dốc trí, giống như tham thiền khán thoại đầu,
Trì chú niệm Phật, do dụng lực lâu ngày sẽ có một ngày được phát nhiên quán thông. Mình Tuyết Kiệu Tín Thiền Sư, người ở phủ Thành Ninh Ba không biết chữ, trung niên xuất gia tận lực khổ công tham cứu, nhẫn được những việc người khác chẳng thể nhẫn, làm được việc người khác chẳng thể làm. Khổ hạnh của ngài người khác khó đạt được, lâu ngày đã triệt đại ngộ, miệng nói ra điều gì đều khéo léo, khế hợp cùng thiền cơ. Tuy chẳng biết chữ, chẳng viết được, nhưng lâu ngày ngài liền biết chữ. Lâu sau ngài còn tung hoành ngọn bút, nghiễm nhiên trở thành một bậc đại thư pháp. Những sự lợi ích này đều là từ chẳng phân biệt, chuyên tinh tham cứu mà có. Người xem kinh cũng nên lấy đó làm gương. Lúc xem kinh tuyệt đối chẳng được khởi tâm phân biệt, thì tự nhiên vọng tưởng phải tiềm phục. Thiên Trần phát hiện, nếu muốn nghiên cứu nghĩa lý hoặc dò xem các chú sớ, hãy dành một thời gian khác để chuyên nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu, tuy chẳng nghiêm túc như lúc xem kinh, cũng chẳng được hoàn toàn không cung kính. Bất quá so với lúc xem kinh thư thái hơn một chút, nghiệp chưa thể tiêu, trí chưa thể dạng, thì phải lấy việc xem kinh làm chính, việc nghiên cứu chỉ đạt được kèm theo. Nếu không suốt ngày quanh năm chỉ lo nghiên cứu, dù nghiên cứu đến mức như vẹt mây thấy mặt trời, mở cửa thấy núi cũng chỉ là bàn xuông ngoài miệng, chẳng hề can hệ mảy may đến thần tâm tánh mạng sanh tử chi cả. Ngày 30 tháng chạp xảy đến chẳng dùng được mảy may. Nếu có thể xem kinh theo cách như trên vừa nói, ác sẽ nghiệp tiêu trí dạng, ba thứ tình kiến sẽ trở về chốn quê hương chẳng hề tồn tại, ý nói sẽ biến mất không tăm tích. Nếu chẳng xem kinh được như thế, chẳng những ba thứ tình kiến chưa chắc chẳng sanh, còn e do sức túc nghiệp tà kiến sẽ phát khởi, bác không nhân quả, và các thứ phiền não, giết trộm dâm, dối sẽ nối tiếp nhau nổi dậy như lửa cháy hừng hực, nhưng vẫn cứ cho mình là người hành đại thừa, hết thảy vô ngại. Lại còn vin vào câu nói, tâm bình hà lao chỉ giới, tâm bình nào phải nhọc công giữ giới của lục tổ, để cho rằng phá hết các giới, mà chẳng phá mới thật sự là trì giới, thật là tu hành khó đạt chân pháp vậy. Sở dĩ chư Phật chư Tổ chủ trương tịnh độ là để nhờ vào Phật tử lực chế phục nghiệp lực, chẳng cho chúng phát hiện, vì thế nên lấy niệm Phật làm tránh, xem kinh làm trợ hạnh. Đức Như Lai đã diệt độ, những cái còn lại chỉ là kinh và tượng. Nếu coi tượng bằng đất gỗ, vàng, tượng vẽ, vân vân là Đức Phật, thật sẽ diệt được nghiệp chướng, phá được phiền hoặc chứng ta muội các sanh tử. Nếu coi đó chỉ là đất gỗ vàng tranh vẽ, thì tượng cũng chỉ là đất gỗ vàng tranh vẽ mà thôi. Nếu khinh nhận đất gỗ vàng tranh vẽ chẳng có lỗi gì, nhưng nếu khinh nhận tượng Phật bằng đất gỗ vàng tranh vẽ thì tội tày trời. Đọc tụng kinh Phật lời tổ, phải coi như Phật tổ đang hiện diện nói cho ta nghe, chẳng dám móc hỏi chút biếng nhắc nào. Làm được như vậy, tôi bảo người ấy sẽ cao đăng chín phẩm ngay trong đời này. Nếu không chỉ là dạo chơi trong pháp môn, bất quá được lợi ích là biết nhiều, thấy nhiều, nó được rảnh rẽ, chứ chẳng mảy may thọ dụng được lợi ích chân thật chi, vẫn chỉ là chuyện nghe bên đường, nói bên lề mà thôi. Cổ nhân đối với tam bảo đều giữ lòng tôn kính thật sự, chứ chẳng chỉ bàn bạc ơ hở rồi thôi. Người đời này miệng còn chẳng buồn bà tiến một chữ, huống là thực hành ư. Ấn Quang thấy những người trích máu chép kinh gần đây chỉ là tạo nghiệp vì chọn chẳng cung kính, mỗi lần trích máu liền trích rất nhiều, vào tiết xuân thu qua 2-3 ngày máu liền hư thối, mùa hạ để nửa ngày máu liền tanh hôi, vẫn cứ dùng để chép. Có người còn đem máu phơi khô, mỗi lần chép đều dùng nước hóa máu khô nghiến ra để chép, lại còn chép luộm thuộm chẳng cung kính mảy may, đúng là trò trẻ con đùa giỡn. Chẳng phải là dùng máu để biểu lộ lòng chí thành, mà chỉ là trích máu chép kinh để đoạt cái danh mình là người chân thật tu hành thôi. Chép kinh chẳng giống như viết tự bình, chủ yếu là dốc tinh thần vào chứ chẳng cần sinh khéo. Chép kinh nên như tiến sĩ chép sách, mỗi một nét bút chẳng được cầu thả viết tắt. Dạng chữ dùng phải là dạng chánh thức, nếu tọa hạ viết theo thể loại viết chát là không được. Giờ này người ta hay dùng các thể loại hành thư hay thảo thư để chép kinh, quang tồi tuyệt đối chẳng tán thành. Người đời này chép kinh mặc sức ngoáy bút, thật chẳng phải là chép kinh, chỉ là mượn dịp để luyện chữ, đồng thời lưu lại bút tích cho hậu thế đó thôi. Chép kinh như thế không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chẳng qua chỉ tạo thành cá nhân đắc độ trong đời tương lai, mà cái tội khinh nhờn cũng chẳng nhỏ nhặt gì. Lược bỏ đoạn này không dịch vì tổ luận về thể loại chữ nên dùng để chép kinh. Ngài trách một vị cư sĩ khi chép kinh đã nệ cổ, tự tiện sửa đổi những chữ trong kinh theo lối viết cổ.
Hiển nghĩ đoạn này vô ích đối với những độc giả không biết chữ Hán nên không dịch ra. Nếu đối với pháp môn tịnh độ chẳng thể dốc hết một lòng quyết trí tu trì, đối với việc tuân giữ lòng thành kính khắc kỳ, giữ lễ, cứ muốn cho là chẳng muốn chấp trước, hòng khéo che đậy những thứ sơ sài, tán loạn, phóng dật, thì những lợi ích này đạt được chẳng giống với cái hiểu biết từ chỗ thấy hiểu kém cỏi của quang tôi. Những điều khác trong bộ văn sao tạc nhạc của quang đã nói đủ cả, nên chẳng dông dài nữa. Đối với việc xem kinh, chỉ có cung kính mới được lợi ích thật sự. Nếu chẳng cung kính, dù có được lợi ích, thì lợi ích ấy chẳng qua là nương theo kinh văn hiểu ý nghĩa, chứ nghiệp tiêu trí dạng, thầm ngộ tự tâm chọn chẳng thể cầu may như thế được. Huống hồ còn đeo cái lỗi khinh nhờn chẳng thể nói hết nổi được. Đây chính là bệnh trùng của cả thế gian, thật là buồn đau khóc hận, thở dài sườn sượt vậy. Chẳng thể lập riêng nghi thức lễ Phật cho người cực bận, chỉ trí thành khẩn thiết, miệng xưng Phật hiệu, thân lễ trần Phật, cứ thành kính như Phật đang hiện diện là được. Chẳng thể lễ bái xá lợi, chẳng thể thân cận tùng lâm, cũng chẳng sai sót gì. Cốt sao trông thấy tượng Phật, điện tưởng như Đức Phật thật, thấy kinh Phật lời tổ, tượng Phật tượng tổ đang đích thân giảng dạy cho mình. Chí cung chí kính, chẳng lười nhác, chẳng sao nhãng, chính là suốt ngày thấy Phật, suốt ngày thân cận chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức sáng ngợi tùng lâm. Tri thức gửi vải trắng cho biết, đến năm nhâm ngọ sẽ in. Điều này tội lỗi đến mức cùng cực, bởi lẽ đã sử dụng danh hiệu Bồ Tát một cách điếm nhục, khinh nhờn đến mức cùng tột, huống hồ có nơi còn khinh miệt ngồi lên nữa. Năm quang tự thứ 20, tôi từng thấy một lần ở Phổ Đà, năm 21, ở chùa A Dục Vương lại thấy. Tôi lấy làm lạ, than cùng điện chủ điện sát lợi. Ông bảo, đấy là phong tục của vùng Ninh Ba. Tôi tự thẹn mình không có sức để ngăn ngừa thói tục xấu ác này. Nếu như quang tôn là chủ nhân một phương, ắt sẽ đến nơi thành mình lỗi hại của việc này, ngõ hầu những người có tín tâm chỉ được lợi ích, chẳng mắc điều tổn hại ấy. Hết thảy tôn kinh, đại thừa hiển mật, đức đại giác thế tôn đã nói điều dạy lý vốn duy tâm, đạo hợp thật tướng, khắp ba đời chẳng đổi, cả mười cõi cùng tuân trở về nguồn, quay lại cội, là đạo sư của chư Phật, dẹp khổ ban vui, là cha lành của chúng sanh. Nếu có thể dốc cạn lòng thành kính lễ, tụng, thọ trì, thì mình lẫn người đều được lợi ích thù thắng, u hiền, cùng gội ân quang, như ý châu, như vô tận tạng, lấy chẳng hết dùng chẳng tận, tùy tâm hiện lượng, sở nguyện đều mãn. Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu niết bàn được đại niết bàn. Đại niết bàn là cứu cánh quả đức, nếu lợi vẻ Như Lai Bồ Tâm, thì thật sự toàn bộ khế kinh chỉ là để giảng điều này. Nhưng chúng sanh, trí nguyện hẹp kém, chưa trí thành đến mức cùng cực nên chẳng thể khế nhập ngay được. Vì thế phải thuận theo tâm hạnh của họ, để thỏa mãn sở nguyện của mỗi người. Nếu là bậc túc căn sâu dày, sẽ liền đốn mình tự tánh, triệt chứng duy tâm, phá phiền hoặc, tiến ngay vào bồ đề, viên mãn phước vệ, mau thành giác đạo để đạt được toàn bộ lợi ích của khế kinh, vô trọn bản hoài của Như Lai. Ví như một trận mưa thấm khắp cỏ cây đều tươi tốt, cây lớn sẽ chọc mây che lấp ánh mặt trời, cây nhỏ sẽ dài phân tăng tấc. Đạo vốn duy nhất chân như, nhưng tùy tâm mà lợi ích có thủ thắng có kém hèn. Nhưng nếu đã trồng thiện căn rốt rồi cũng thành Phật quả, dù chẳng thể đạt được ngay lợi ích lớn lao cũng tạo thành nhân độ thoát. Nghe tiếng cái trống bùi thuốc độc xa gần đều chết, ăn chút kim cang quyết định chẳng tiêu. Trước phải dùng dục để lôi kéo, sau mới hòng chứng nhập Phật trí, là nói về lẽ này ấy. Kinh dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu chẳng phải xưa đã có nhân duyên, tựa đề các bộ kinh Phật còn chẳng được nghe, huống là được thọ trì đọc tụng, hòng tu nhân chứng quả. Nhờ những điều Như Lai đã dạy, chỉ dựa trên lý vốn sẵn có trong tâm của chúng sanh, ngoài tâm tánh ra, chọn không có một pháp nào để được. Nhưng chúng sanh còn mê, chẳng thể liễu tri, viễn danh vọng tưởng chấp trước đối với trần như thật tướng. Do vậy khởi tham sân si tạo giết trộm dâm mê trí huệ trở thành phiền não, khiến thường trụ trở thành sanh diệt, trải bao kiếp số nhiều như bụi trần chẳng thể trở lại. May gặp các kinh điển đại thừa hiển mật do Đức Như Lai nói, mới biết hạt châu vẫn còn nguyên nơi vạt áo, Phật tánh vẫn thường còn, kẻ hèn hạ làm cách đó, vốn là con ông trưởng giả, trời người sáu nẻo, nào phải chỗ mình ở, thật báo tịch quang chính là quê nhà sẵn có.
Nghĩ lại từ vô thỉ đến nay chưa được nghe Phật nói, tùy sẵn đủ tâm tánh này vô cớ phải chịu luân hồi oan uổng, thật đúng là đau đớn ứa lệ, tiếng gào khóc vang động cõi đại thiên, lòng tan từng mảnh, ruột đứt từng tấc. Hơn ấy đức ấy hơn hẳn thiên địa, cha mẹ cả trăm ngàn vạn lần, thân nghiền xước nát chẳng báo đáp nổi. Tăng tục ngày nay giờ xem kinh Phật chẳng mảy may cung kính, bao thứ khinh nhờn khó thể thuật tỉ mỉ từng thứ. Thói quen lưu hành đã lâu, coi đó là thuận mắt, những điều khinh nhờn khó bề kể hết, coi pháp ngôn của Như Lai như giấy cũ rách nát. Đừng nói chi kẻ chẳng biết chỉ thú của kinh chọn không lợi ích, ngay cả những người hiểu sâu xa nghĩa kinh cũng chỉ là tam muội nơi cửa miệng tỏa sáng ngoài mặt. Như kẻ đói kể chuyện ăn, như người nghèo đếm của báu, tuy có công nghiên cứu, tuyệt không được ích lợi thực chứng. Huống hồ cái tội khinh nhờn đã ngập cả trời, nên thời hạn thọ khổ phải đâu chỉ hết kiếp. Tuy là nhân lành chưa cảm ngược thành ác quả, dù có thành cá nhân đắc độ cho tương lai, khó tránh nhiều kiếp chịu các khổ. Đem tấm lòng ôm ấp nỗi thảm thương này, dám bày tỏ những điều rơm rác, để mong ai nấy vâng làm theo lời Phật, ngõ hầu chỉ được lợi ích chẳng bị tổn hại. Kinh Kim Cang nói, như chỗ nào có kinh điển thì chỗ đó có Phật, là đệ tử phải tôn trọng. Lại nói, nơi nơi chốn chốn đều có kinh này thì hết thảy thế gian, trời người Atula đều phải nên cúng dường. Phải biết chỗ ấy chính là tháp Phật, đều phải nên cung kính, làm lễ nhiễu quanh, dùng các thứ hoa hương để giải lên trên ấy. Vì sao phải như vậy? Là vì hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều xuất phát từ kinh này. Trong các kinh đại thừa, kinh nào cũng dạy người phải cung kính kinh điển chứ chẳng phải một kinh. Ấy là vì các kinh đại thừa là mẹ của chư Phật, là thầy của Bồ Tát, là pháp thân giá lợi của Tam Thế Như Lai, là thuyền tử thoát khổ của kiểu giới chúng sanh. Dù cao đẳng Phật quả vẫn còn phải kính pháp, hồng báo để nguồn gốc, chẳng quên đại ân. Vì thế kinh Niết Bàn nói pháp là mẹ Phật, Phật tử pháp sanh. Tam Thế Như Lai đều cúng dường pháp, cúng hồ phàm phu sát đất, khắp thân toàn là nghiệp lực, như tội nặng bị tù, giam cầm trong ngục lâu ngày, không do đâu được thoát ra. May sao nhỏ thiện càng túc thế được thấy kinh Phật, như tù được lệnh phóng thích, bừng rỡ vô ngần, để dùng ngay pháp ấy để mãi mãi từ biệt tam giới, vĩnh viễn xuất đi lòng ngục sanh tử, tự chứng tam thân về thẳng quê nhà Niết Bàn. Nhờ nghe kinh mà được vô biên lợi ích, há nên do tri kiến cuồng vọng bèn chẳng kiêng nể, khác nào tục nho đọc sách tự tiện khinh nhờn ư? Đạo của thánh hiền chỉ là thành và minh thánh, cuồng phân biệt chỉ trong một niệm, chẳng niệm thánh ắt biến thành cuồng, khắc chế cuồng niệm bèn trở thành thánh. Lẽ nắm buông được mất ví như thuyền chèo ngược nước, chẳng tiến phải lùi, chẳng thề chẳng gắng sức chống chọi mà lơi lỏng chút nào. Phải biết rằng một chữ thành thánh lẫn phàm cùng có một chân tâm hệt như nhau chẳng khác. Một chữ mình phải luôn giữ gìn xem xét là cách để đạt đạo từ phàm chí thánh, nhưng trong địa vị phàm phu, trong những sinh hoạt hàng ngày muôn cảnh chen nhau, chẳng nhận biết soi xét một cảnh khó tránh, trong chớp mắt liền nảy sang những tình tưởng trái lẽ, tình tưởng ấy đã sanh chân tâm liền bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng đều chẳng trung tránh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực trừ khử cho sạch thì ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tuột xuống tận đáy, uổng cho cái tâm làm thánh sẵn có vĩnh viễn bị chìm đắm trong loài phàm ngu, chẳng đáng buồn sao. Nhưng làm thánh chẳng khó, chỉ là tự làm sáng cái đức sáng của chính mình. Muốn làm sáng cái đức sáng thì phải từ trí tri cách vật mà hạ thủ. Nếu chẳng thể cực lực hiểu rõ, trừ khử những mối nhân dục tham muốn của con người thì chân trì sẵn có quyết khó thể hiện hiện triệt để được. Dù là trai chủ thỉnh pháp hay các sư tác pháp, ai nấy đều kiệt thành, tận kính thì lợi ích chẳng thể nói được nổi. Như xuân về, khắp cõi đất thảo mộc đều nảy nở xanh tươi, trăng sáng vàng vàng giữa trời, sốc ngoại thầy đều hiện bóng. Do đó người đường sống sẽ nghiệp tiêu trí dạng, chướng tận phước tăng, tiên phong đều sanh tịnh độ, sở cầu không gì chẳng được tọa ý, lại khiến cho oán thân bao kiếp, pháp giới hàm thức cùng gội tam bảo ân quang, cùng kết duyên trùng bồ đề. Nếu trai chủ chẳng thành kính thì công đức xuất tiền chỉ hữu hạ, nhưng tội lỗi khinh mạn thì vô cùng. Tăng chúng chẳng thành kính chính là thổi ống bễ thành kinh, võ trải cối thành lễ.
Lúc Tam Bảo Long Thiên giáng lâm, cứ xử sự lỗ mãng luộm thuộm tác trách, mà không đến nỗi núi tội ngất ngường, biển phước cạn khô, sống mắc tai vạ, chết bị đày phạt há có được chăng?